Bài hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách tạo một cái title trong Premiere Pro CC 2015. Đầu tiên thì các bạn phải bật cái khung an toàn trong cái panel RAM này. Để bật cái khung an toàn đó thì các bạn vào cái setting này và chọn Cell Marking. Thì đây là cái khung an toàn. Các bạn chỉ được phép gõ cái test của chúng ta nằm trong cái khung này, khung nhỏ này. Thì khi các bạn trình chiếu trên nhiều cái thiết bị nó sẽ không bị lỗi. Đấy. Và cái icon của cái Cell Marking hồi nãy thì nó nằm ở đây. Các bạn bấm vào dấu cộng này, nó hiển thị đây. Và các bạn kéo cái Cell Marking này xuống đây. Và ok. Thì khi các bạn tắt nó nhanh hơn. Đấy. Thì để tạo một cái title thì các bạn vào title và new title. Thì trong này có nhiều cái mặc định. Đó là style là chữ nó đứng yên, scroll là chữ nó chạy từ dưới lên và scroll left và scroll right là chạy từ trái và chạy từ phải. Thì thông thường mình cứ bấm phím Ctrl T. Đấy, nó nhanh hơn. Và vô đây mình sẽ setting nó dễ dàng hơn. À, cái thông số mà các bạn đang thấy đây đó là cái thông số của swing. Swing mà mình vừa tạo. Đấy. Và đây là mình gõ cái tên của cái title của chúng ta. Đấy. Thì mục đích gõ cái tên này để cho chúng ta dễ quản lý khi chúng ta có nhiều cái title. Và đây là cái giao diện của cái title mà chúng ta cần setting. Đầu tiên đó là cái chữ T này. Chữ T này thì nó cho phép chúng ta gõ gõ chữ bình thường. Đấy. Và chữ T mà có mũi tên này thì nó gõ từ trên nó chạy xuống. Và Area Tip Tool này á, thì thuộc về báo chí, có chữ cái đầu nó lớn. Còn cái Path Tip Tool, cái chữ T nghiêng này, thì cái chữ nó sẽ chạy theo cái đường path mà mình tạo. Đấy. Bạn chọn vào chữ T này, chọn vào đây. Đấy, nó sẽ chạy theo cái đường path của chúng ta. Và chữ T này nó tương tự. Và các bạn để ý đây là những cái hình có sẵn này. Ví dụ như hình rectangle này. Khi các bạn thấy những cái chương trình mà thời sự hay là những cái chương trình phỏng vấn thì người ta sẽ giới thiệu tên nhân vật ở đây. Thì các bạn quét chọn vẽ đây và gõ cái test vào đây. Đấy. Ví dụ như cái phông này nó lớn và cái màu phông thì nó trùng với cái màu này thì các bạn đổi đi. Mình có thể cho cái phông nó nhỏ xuống và kéo nó xuống đây. Đấy. Và mấy cái hình này thì nó tương tự. Một điều lưu ý là các bạn thấy hồi nãy giờ là mình gõ này. Chữ nó chạy nó không có tự động xuống hàng, hay là nó chạy luôn ra, nó chạy luôn ra đây. Thì để cho nó xuống hàng thì các bạn làm như thế nào? Các bạn chọn lại chữ T này và các bạn quét chọn vẽ vẽ cái khung nó nằm trong cái khung an toàn này. Đấy. Thì các bạn gõ chữ nó sẽ tự động nó xuống hàng. Đấy. Đấy, mình gõ nữa nhưng mà nó các bạn không thấy. Các bạn thấy chữ dấu cộng ở đây không? Đó nghĩa là chữ của chúng ta nó bị ẩn ở dưới này. Thì để chúng ta thấy thì các bạn phải kéo xuống. Đấy. Đấy. Và ở dưới đây là cái kiểu kiểu chữ. Thì giờ mình gõ lại nha. Cái quy tắc mà các bạn để ý nè, mình phải chọn kiểu chữ trước rồi mới chọn kiểu phông sau. Nếu như các bạn chọn phông trước, các bạn gõ chữ, ví dụ như giờ mình chọn phông Arial nhé. Đấy, Arial cái họ là họ Black đi. Đấy, giờ mình gõ này. Rồi bắt đầu mình mới chọn cái kiểu chữ này. Thì các bạn thấy cái chữ của chúng ta, cái họ phông và cái phông này nó đi theo cái kiểu chữ. Đấy. Cho nên các bạn phải phải chọn kiểu phông trước.
chọn kiểu phông trước, rồi gõ chữ, chọn phông. À, chọn kiểu chữ trước chứ. Các bạn chọn kiểu chữ trước rồi các bạn mới chọn kiểu phông. Thì nó sẽ đi theo cái phông mà chúng ta chọn. Đó là điều các bạn để ý nhé. Và đây là kênh giữa và kênh phải và kênh trái. Đấy. Thì trên này cũng là cái họ phông và cái phông. Cái kiểu test chúng ta. Đấy. Này thì nó cũng giống như trong Word thôi. Tiếp theo đó là mình đi tìm hiểu những cái thuộc tính của title. Đầu tiên đó là transform. Transform thì cái những thuộc tính như là opacity này, đó là độ trong suốt của cái text này, và vị trí. Trục y. Và bề rộng của cái khung này. Và chiều cao của cái khung. Và size. Tiếp theo đó là cái phông. Phông thì trong này có rất là nhiều phông. Và họ của cái phông. Đấy. Kích thước của phông. Cái tracking này là nó giãn theo bề ngang. Cái leading thì nó giãn theo bề dọc. Và cái slant này, đó là nó nghiêng. Và tiếp theo đó là cái màu của cái test chúng ta. Solid là một màu và các bạn có thể thay đổi màu ở đây. Linear thì có hai màu. Đấy. Radiant là hình tròn. Các bạn cứ nhấp đôi vào cái biểu tượng này và thay đổi. Trong này cũng có opacity nhé. Đấy. Tiếp theo đó là stroke. Stroke đó là cái đường viền của cái test chúng ta. Ví dụ như giờ đây là outer này. Viền ở phía ngoài này. Đấy. Mình tắt này. Đấy, có cái đường viền của stroke. Và mình có thể thay đổi. Đấy, nó lớn lên. Và màu của stroke. Và shadow là cái bóng đổ. Đấy, các bạn thấy cái bóng đổ không? Đấy. Và mình cũng có thể thay đổi cái màu của bóng đổ này. Đấy, bóng đổ này. Và background hiện tại đang là màu đen. Đấy. Thì chúng ta tắt con mắt nó sẽ không bị nó, chúng ta không thấy cái trong suốt nữa. Tại vì nó là background. Nó có pixel. Thành ra không còn trong suốt nữa. Các bạn tắt đi. Thì đây là trong suốt. Này.
Và mục đích đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là tạo cái chữ nó chạy ha. Giờ mình làm giống như một cái bộ phim mà nó kết thúc, nó chạy chữ lên giới thiệu nhân vật như này thế kia, và nó tràn logo, và cái chữ kết thúc nó phải đứng yên, ví dụ như là hết phim hay là the end gì đó. Đấy, đó là cái mục đích mà chúng ta làm. Giờ chúng ta sẽ tiến hành là làm cho cái chữ của chúng ta nó chạy lên và chằng một cái logo vào, và có một cái chữ the end kết thúc cuối cùng nó đứng lại. Thì những cái thuộc tính mà chữ nó chạy lên là các bạn chọn vào đây, đó là cái thuộc tính này, Role, Role Option. Still đó là chữ nó đứng yên, Role là chữ nó chạy lên, và Role Left, Role Right là chạy trái chạy phải. Ví dụ như giờ mình muốn tạo một cái chữ nó chạy lên thì các bạn phải chọn Role và các bạn bấm vào Start Up và End Up. Ok, thì các bạn thoát thoát nó ra nha. Mình đưa cái test của mình xuống đây. Giờ mình muốn cho không có cái audio này, mình sẽ delete nó đi. Nhưng mà các bạn để như thế này, các bạn delete á, thì nó mất luôn video. Cho nên các bạn phải chuột phải và unlink, thì cái audio của chúng ta delete sẽ nó không ảnh hưởng đến cái video của chúng ta. Đấy, giờ mình review nhé. Thì các bạn thấy chữ nó chạy lên nè, thấy không? Và chữ nó chạy nhanh hay chậm là nó phụ thuộc vào cái khoảng này. Đây, mình rút ngắn cái thời gian nó lại thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Đấy, thì mình làm như thế này á, là chữ nó cứ chạy và nó sẽ không có đứng yên lại, nó kết thúc khi nào nó chạy hết cái khoảng thời gian này và cái khung hình thôi. Bây giờ mình sẽ vào lại đây, mình gõ thêm nhé. Giờ mình muốn chèn cái logo vào, đúng không? Giờ mình muốn chèn cái logo vào, các bạn enter nhé. Các bạn enter cho nó thấy dấu cộng này, chọn lại selection, kéo này xuống, nó sẽ xuất hiện cái dấu cộng này, các bạn kéo nó xuống nha. Đấy, hiện tại cái đây là cái màu xanh, cái nền màu xanh đó là cái background của cái video của chúng ta này, còn cái trong suốt ở phía sau đó là cái test, cái title của chúng ta. Đấy, ví dụ như giờ mình chọn vào lại title này, enter, và đưa nó vào giữa nha. Mình sẽ chèn một cái logo lên, các bạn chuột phải và graphics, insert graphics, đưa cái ảnh này vào đấy, và chúng ta kéo nó xuống đây để cho cái ảnh của chúng ta nó chính giữa của cái chữ. Thì các bạn chọn vào cái ảnh này, giữ phím shift này, chọn vào cái test, và các bạn chọn là cái thuộc tính ở link này, chọn đây center, thì cái ảnh của chúng ta nó, cái logo của chúng ta nó nằm chính giữa so với cái chữ đấy. Giờ các bạn thoát ra, các bạn coi thử cái logo nó chạy như thế nào nha. Đó, cái logo nó chạy theo này, đúng không? Rồi, giờ mình tạo thêm một cái chữ ZN nó đứng yên lại. Bấm vào đây. Rồi, mình kéo này xuống. Enter. Nhấp chữ tiếp. Rồi, tới đây thôi. Để cái chữ GN nó xuất hiện ở giữa cái màn hình, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy những cái chữ ở phía trên này nha. Cho nên các bạn phải kéo kéo sao mà cái chữ này nó thoát ra khỏi cái khung hình này.
bạn chọn vào đây, các bạn enter và chọn công cụ selection, kéo xuống và kéo này lên. Đó, thì cái chữ của chúng ta nó đã thoát ra khỏi cái khung hình rồi đúng không? Giờ các bạn gõ cái test vào đây, nằm chính giữa này. Gõ vào đây. Đưa cái đấy, cho nó nằm ở đó. Ví dụ như giờ muốn đổi phông, đổi cái màu chữ thì quét chọn và rồi đấy đúng không, thì các bạn vào lại cái thuộc tính này, Chrome Chrome này, các bạn bỏ cái tích chọn and off string đi. Hiện tại cái clip mình đó là 30 khung hình trên giây, đó là 30 frame trên giây, thì các bạn muốn cho cái chữ GN này nó đứng bao nhiêu giây thì các bạn lấy cái tổng và cái số này chia cho 30 thì nó ra số giây mà nó đứng yên 30 giây, thì giờ mình gõ mình cho nó đứng là 90, mình cho nó đứng là 3 giây thì mình gõ đây là 90 đấy, 90 chia cho 30 thì nó đứng lại 3 giây rồi, mình ok nhé. Rồi mình thoát ra, mình cho nó chạy lên thử nhé. Logo rồi, đúng rồi đúng không các bạn, nó đứng yên này đấy. Nhưng mà các bạn thấy nó đứng ở đây, nó không được ở chính giữa, thì các bạn vô đây, vô đây các bạn điều chỉnh lại, kéo này cho mình thấy nha, qua đây chọn lại cái công cụ này, kéo này xuống. Nếu như các bạn muốn cho cái chữ nó sụt xuống, tụt xuống một tí nữa, mình enter nhé. Rồi, cho nó nằm ở đây. Đây, thì các bạn review các bạn thấy nè, nó nằm ở dưới. Hoặc là các bạn có thể là thay đổi cái kích thước phông nó đi, cho nó nhỏ lại tí đấy. Đấy mình tới đây mình cho nó kết thúc thôi. Thì mình thay đổi cái kích thước phông thì nó sẽ cân giữa hơn. Đấy. Giờ anh review lại nhé. Đấy. Thì đó là cách tạo một cái title. Giờ ví dụ như giờ mình muốn cho cái chữ của chúng ta này nó chạy một bên và cái hình một bên, đúng không? Giống như những cái chương trình TV á, phim á, thì các bạn làm như thế nào? Giờ mình sẽ tạo một cái title khác này, mình lấy cái này đi, tạo một cái title khác, đấy, thì mình cũng chọn cái này, kéo
Ví dụ như giờ giờ các bạn muốn cho cái chữ của ta nó chạy ở bên khung này thôi, còn bên này là hình đúng không? Giờ mình chọn đây, mình đưa vào chỗ này, mình kéo đấy thì chữ nó nằm ở trong cái khung này. Thì cái cách làm mà chằng logo và chữ nó đứng yên thì nó cũng tương tự như thế nha các bạn. Rồi các bạn gõ test vào. Đấy, các bạn gõ test vào. Đấy. Và vẫn chọn đó là Ron nhé. Ron. Đó, bắt đầu. Thì các bạn muốn cho một cái chữ nào đó đứng yên thì các bạn phải bỏ cái text and string này đi. Giờ ví dụ như giờ mình làm nhanh cho các bạn thấy là cái chữ nó nằm bên và cái hình nó nằm bên. Còn cái cách đứng và cách chèn logo thì giống như cái lần đầu. Giờ mình thoát cái này đi. Mình đưa cái này xuống. Và mình review nhé. Đấy, chữ nó chạy bên thôi đúng không? Rồi. Giờ mình làm cho cái hình nó nằm bên thì các bạn chọn vào cái video này. Các bạn tìm đến motion này. Đấy. Thì trong này có cái thuộc tính là nó scale. Scale nhỏ lại. Đấy. Và các bạn cho nó nằm ở bên này. Đấy. Rồi scale tùy ý. Đấy. Nó nằm bên này, chữ nằm bên và hình nằm bên thì nó chạy như thế này. Đấy. Hoặc là các bạn muốn cho nó có hiệu ứng 3D cho cái video của chúng ta nó nằm nghiêng, đúng không? Thì các bạn vào cái effect control effect này, cái mục effect này, các bạn tìm đến video transition. Vào video effect nha các bạn. Và tìm đến là Pervasity này. Nó có cái thuộc tính là Basic 3D này. Ví dụ giờ mình cắt bớt cái đoạn video này đi. Đó. Mình đưa cái hiệu ứng Basic 3D này lên. Vào đây. Thì trong này nó có mục Basic 3D này. Và mình điều chỉnh. Đấy, nó nằm nghiêng. Đúng không? Đấy. Và mình sẽ chỉnh cái vị trí nó lại. Kéo nó qua đây. Đấy. Thì nó chạy như thế này. Tương tự thì các bạn muốn cho cái chữ của chúng ta nó cũng chạy nghiêng thì các bạn đưa cái hiệu ứng đó vào cái test của chúng ta, cái title của chúng ta đưa vào luôn. Và chúng ta cũng chỉnh được cái chữ nó như thế này. Đấy. Nó chạy nghiêng. Thì bài hôm nay thì mình xin dừng tại đây. Đó là những cái cách mà tạo một cái title trong Premiere Pro CC 2015. Thì sau này có những cái kiểu chạy chữ nữa thì mình sẽ giới thiệu những cái bài sau. Thì bài hôm nay thì mình thấy là cái thời lượng nó cũng hơi bị nhiều rồi. Thì xem nhiều thì các bạn dễ nản lắm. Cho nên mình cũng xin dừng tại đây. À, xin chào các bạn.